chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái, nhưng chàng trai nào hay từ lâu cô đã âm thầm mến thương. Chàng trai nhà xa tận hai khu phố đang ngổn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu, ngược lại. Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói, đem tình yêu vào thư, từ lâu anh đã yêu em ký tên tình yêu, gửi trọn cho em như thế. Trên đầu thư còn ghi ngày buồn tháng nhớ năm thương cô gái hồi hương, tình anh nói chưa trọn lời em biết từ lâu, lòng anh gió mưa tơi bời vậy thì sao, lòng em dừng dừng lạnh lùng như thế. Cô nhìn anh rồi phân vân, ừ thì anh rất tốt nhưng đang ngồi, ừ thì em rất tiếc đấy, chẳng ai mong trai trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy. Ừ thì anh rất tốt, ừ thì em rất tiếc, ừ thì anh rất tốt nhưng đang ngồi, ừ thì em rất tiếc. Trai vội lau dòng lệ trên mi cô gái, em cần anh làm ơn tình em trao ra thật thà tiếc thay, tình anh thuộc về một cô gái khác đêm ngày mai, còn anh soạn đồ cuốc gói đi xa cô vỡ hòa ra, tim em đã trao anh mà anh biết từ lâu, lòng em vẫn luôn thật thà vậy thì sao, lòng anh dừng dừng lạnh lùng như thế. Anh nhìn cô rồi phân vân, ừ thì em rất tốt, ừ thì anh rất tiếc, ừ thì em rất tốt nhưng đang ngồi, ừ thì anh rất tiếc, ừ thì em rất tốt nhưng đang ngồi, ừ thì anh rất tiếc đấy, chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao. Yêu thương cháu, yêu thương phai màu, yêu thương gì đâu chỉ toàn thái lưng lâu, là yêu thương phai màu, yêu thương phai màu, lại là yêu thương phai màu. Ừ thì em rất tốt, ừ thì anh rất tin, ừ thì em rất tốt nhưng đang ngồi, ừ thì anh rất tin, ừ thì em rất tốt nhưng